Ngày 22 tháng 2, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị truy nã Nguyễn Văn Tiềm, 30 tuổi, trú huyện Gio Linh và Đoàn Trân, 50 tuổi, trú huyện Hướng Hóa. Hai bị can đầy đã khoét tường trốn khỏi trại tạm giam của đơn vị vào rạng sáng 20 tháng 2. Theo quy định truy nã, Tiềm bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Trân bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Cả hai trốn khỏi nơi giam. Trước đó, tối ngày 1 tháng 12, lực lượng biên phòng Quảng Trị bắt giữ hai người đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại quốc lộ 9 thuộc thôn Tân Xuân 1, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Hai người bị bắt gồm Văn Ngọc Đức, 29 tuổi, và Trần Xuân Tâm, 41 tuổi, cùng trú tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tăng vật thu giữ 11 kg ma túy đá. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục giữ đoàn trân trú tại thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa. Trăng được xác định là người vận chuyển ma túy từ thị trấn Khe Sanh để giao ma túy cho Đức và Tâm.